Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Ui ôi, vãi đái anh em ạ, à. Trận này là trận quyết định lên queen của tôi đấy. Chỉ còn có một trận duy nhất này thôi là tôi có thể lên được mức rank queen ở trong cái đầu mùa này. Thế nhưng mà gặp đối thủ mạnh quá. Đã BP bán hành rồi lại còn AK nữa, chịu luôn. Tôi nhớ không nhầm thì AK đang top server đấy phải. Top 1 server Việt Nam. Hình như là như thế. Trời, rất là căng nên là có khi là chúng ta sẽ hunter hắn tiểng cái thứ cho nó meta nhỉ anh em nhỉ. Xem nào. Hunter đi, pick hunter đi cho nó meta tí. Bài độ ấy chơi còn không thì thôi. Cứ phải bám theo mấy cái bộ meta đã. Những cái trận đấu mà nó khó khăn thì tốt nhất là nên bám theo meta. Chứ còn đừng có múa may quay cuồng làm gì. Cứ thích là múa xong rồi là đến lúc mà gãy top 8 thì lại đổ tại. Rồi, và đầu clip thì tôi xin được gửi lời cảm ơn tới anh em Trần Ngọc Nam đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em Trần Ngọc Nam rất là nhiều. Bài chưa ra 3 Hunter đâu nhưng mà thôi, cứ từ từ đã. Trận này có Tsunami này, có máy bay này, có Light Spirit thì tôi nghĩ là cái bộ Hunter là cũng khá là bình đấy. Đấy, thiếu con Battleman thôi. Battleman nữa thì ngon. Mà không có Battleman thì nó cũng rất là mạnh rồi. Au, được anh nhỉ. Ok, thế bỏ này đi. Tôi sẽ để cái con deflector này tạm thời là chúng ta sẽ giữ lại nha anh em nhá. Bởi vì trận này tôi thấy là có cái con mèo. Đấy, có con mèo thì có thể là chúng ta nếu mà không ra Hunter có thể chơi Shaman cũng ok. Đó là con tùy xem là thế nào. Bởi vì Hunter ấy thì nhiều khi là Hunter lừa ra mỗi con súng rồi cuối cùng là nó không ra nữa. Cũng không ra đủ bộ Hunter. Đấy, Hunter thì cũng ba con nó cũng yếu mà. Phải 6 con cơ. Nên cứ từ từ đã. Trận này thì phải cẩn thận này, cảnh giác với cả mấy cái thằng mết. Đấy, mà nếu mà chơi Hunter thì late game cũng không sợ mết làm đâu. Bởi vì là chúng ta có Tsunami thì chắc chắn là đánh được 6 cá rồi, 6 cá 6 cung. Đấy, giai đoạn late game. Nếu mà chơi cung thì có thể chơi được 6 cá 6 cung thì không sợ. Đấy, còn nếu mà chơi mết thì trận này cũng rất là ngon. Mết thì trận này là chúng ta sẽ có cái con rớt và con rồng 5 đô. Đấy, nhiều khi là bài lừa đấy anh em, có thấy đâu, có thấy Hunter đâu mà. Có khi là vớ phẩn lại một lúc sau lại nó lại thành là Warrior anh em ạ. Rồi, cứ từ từ đã, chưa biết. Để xem nào. Trên này có nhiều người pick Clive ở trong cái kho tướng mở rộng mà pick Clive. Rao này có ăn được không? Rao này sợ không đủ đam để chiến thắng rao này. Khó. Giết được cái con tinh cơ là ăn. Ồ, được. Ok. Hack đúng rồi, con bắn gây đam của nó. Ngon rồi. Doom này. Warrior à? Warrior trận này có được không? Warrior thì nó trận này không có mấy con 5 đô, không có Lancer nhỉ. Nhìn mấy cái thằng phép hơi sợ ấy. Nếu mà là Warrior thì trận này chúng ta có thể chơi Warrior xong rồi late game chuyển sang là Glacier kết hợp với mèo 5 đô cũng được. Có cái mèo 5 đô thì nó còn cái bộ Glacier cũng rất là mạnh chứ không phải là chỉ có cái bộ Shaman đâu. Shaman nó còn phụ thuộc vào cái da cái con gấu, cái con câu cái con gấu gấu Shaman cơ. Đấy, nhưng mà cái bộ Glacier ấy, thì nó chỉ cần con mèo 5 đô thôi. Kết hợp với 6 Glacier, hai mèo kết hợp với mèo 5 đô. Rất khỏe. Nói chung là bây giờ chúng ta ra được Warrior thì cứ tận dụng tài nguyên thôi, chơi thôi, nhưng mà late game cũng phải tính xem là cái con đường nào nó đi nó khỏe. Chọn một cái bài nào mà nó mạnh nhất vào dạng late game ấy. Ở trong meta này thì nói chung là cũng không có nhiều line up mà có thể là vô địch được ở dạng late game đâu. Đấy, 9 Warrior trong một cái bầy phép thì cũng rất là sợ nhá. Nó chỉ ăn được counter cứng được mấy cái thằng Hunter thôi. Chứ còn nếu mà bảo phép nhiều thì cũng rén phép đấy anh em ạ.
chơi mà à, nhưng mà không nhá, trận này thực ra là Warrior cũng được anh em ạ. Ồ, được, nếu mà chơi Warrior ấy, thì nó sẽ là gì, nó không phải là 9 Warrior mà nó sẽ là 6 Warrior 6 cá. Ồ đúng rồi, hợp lý, 6 Warrior 6 cá, let's game. Được. Ok, rồi. Để xem nào. Bây giờ là hiện tại là chúng ta còn đang có thêm 2 con bit nữa nhá. Nếu mà ra gấu 5 đô chuyển sang bit chơi nữa, không có vấn đề đâu. Đấy, u được đấy nhở. Trứng đập cho Doom 2 này. Giờ ra con Doom nữa thì ngon luôn. Ok, vậy là coi như là chúng ta đã có 2 con Doom rồi. Quá tuyệt vời. Không biết là có thể đoàn cái chuyện thắng không đây. Hiện tại thì cái đội hình này nó chỉ toàn 1 sao thôi. Tuy nhiên là chúng ta có một cái con 4 đô. Đấy, một con 4 đô thì nó cũng tương đương với cả một con 2 đô 2 sao. Cũng được. Tuy nhiên là cái con đồ này, đồ nó hơi không giống như là đồ của Warrior anh em ạ. Đấy, tức là đang lấy cái đồ là nó hơi sai, nó không có giáp, nó không có hồi máu, nên là Warrior này thì nó cũng nói chung là cũng chưa phải là khỏe lắm. Đây. Anh em đây là AK này là top server này. Đấy. Ra được 2 con súng rồi nha. Không biết có chơi Hunter không. Ra là 2 con súng khả năng chơi. Ô, từ từ nha. Thế này thì Saman rồi. thế này thì thiếu mỗi con Storm Saman nữa thôi. Là có đủ bộ Saman rồi. Nhưng mà trận này lại không có gấu để câu. Thì chúng ta chỉ chơi được 4 Saman thôi à. Nếu mà chơi thì chơi 4 Saman thôi. 4 Saman thì có mạnh không? Hình như chưa gặp bán hành đúng không? Bán hành chơi gì? Bán hành bỏ bài rồi. Thế thì vô tư. Được. Ok, thế là chúng ta có thể tự tin là cái bài này có chuỗi rồi đấy. Bắn hành bỏ bài ra rồi. Còn cái người cuối cùng thì nói chung là cũng tương đối yếu, không mạnh lắm anh em ạ. Và nếu mà giả sử nhưng mà sau cái round 11 mạnh lên thì tôi khả năng là tôi sẽ up cấp. Ở round này có con gấu này. Câu gấu Saman không nhỉ? Câu gấu Saman câu một round. Lại ra một con hai con Fallen nữa chứ. Hai con Fallen quả trứng nhưng mà không anh em ạ, không phí. Không, bây giờ nó không kết hợp Fallen với cả Saman, cái bộ Fallen Saman nó cũ rồi. Nó từ lâu lắm rồi anh em ạ. Rồi tôi xem lại nhá, xem là gặp cái thằng nào. Còn cái thằng Kang Hy khá yếu. không ăn thua. Nhưng mà có một cái thằng rất mạnh nữa, cái thằng Phan Tú nhá, đang ở top 4 ấy, khá là mạnh. Và AK thì cũng bài đã to rồi đấy, bài bắt đầu to rồi đấy. Bây giờ cầu trời khấn Phật cho ra con Storm Saman sớm. Có 4 Saman, sau đó chơi 4 Saman luôn. 4 Saman 4 đỏ đúng không? 4 Saman 4 đỏ. Kẹp Doom đánh ở level 7, quá ok. Để xem nào. Bây giờ mà lổ ra con gấu Saman ở đâu này thì tuyệt vời luôn. Không biết có ra không. Câu đúng một round, round sau chắc là lại vứt 6 Warrior vào thôi. Đấy, không ra. Ok, tạm thời thì sẽ lấy đồ để cho con Doom vào đánh đã. Hay là giáp. Để cái giáp ngon hơn đấy. Yeah. Đang Warrior mà, chúng ta đang chơi Warrior. Đồ đam tay thì nói chung là không hiệu quả lắm. Tôi sẽ rèn cái đồ crit. Lấy một cái món nào để nó ok hơn nha anh em nhá. Đây lấy cái máu này đi, lấy cục máu 300 máu này ngon. Đó. Chủ yếu là tăng cái sức chống chịu của bọn này thôi. Bọn Warrior này nó không cần đam đâu anh em. Đam của nó nói chung là nó đủ. Có đam demon là được rồi. Chủ yếu là châu châu một tí để sống lâu ở trong combat. Máu nhiều một chút để lúc chia đôi máu ra được x2 giáp thì nó vẫn còn có thể đấm được thêm vài phát. Chứ còn máu ít quá đến lúc chết nhanh thì lúc đấy thì nói chung là cũng không gây được nhiều đam. Đam to để làm gì đâu. Đam to nhưng mà chết nhanh thì cũng thế đó. Rồi.
Ok. Tôi sẽ không câu gấu nữa đâu. Để cái này có Glacier, có Warrior. Giữ cái chuỗi cái đã. Trời ơi, con này là cái con đập trứng này. Cái con Thunder này mới là cái con phải cần phải đập trứng này anh em này. Đấy, con Thunder này đập trứng là chuẩn này, chứ còn không phải là con Doom với cả con Fallen Witcher đâu. Fallen Witcher lâu lắm rồi nó không kết hợp với cái bộ Saman nữa. Bây giờ nó không hiệu quả nữa ở trong cái bộ Saman nữa. Kết hợp Saman với cả Drui đấy ngày trước ấy. Mà lâu lắm rồi không chơi cái bộ đấy. Không biết là nó còn mạnh không ấy, tôi cũng chưa dám thử. Rồi, nói chung là cứ không múa nhá, trận này quyết định là không múa. Đánh nó tử tế ấy. Đúng sách giáo khoa, không múa tí nào. Đấy rồi. Thuyền trưởng này. Con thuyền trưởng này mua vào với thay con gì? Chả thay được con gì luôn. Bây giờ đội hình form đang mạnh. Hai đỏ, hai bit kẹp với cả Glacier Demon. Không cho Kunka được vào rồi. Bây giờ cho Kunka vào yếu hơn anh em ạ. Là sao bằng con Doom được? Con Doom khỏe hơn chứ. À, thôi. À ừ, Phan Tú chào này. Ờ, Phan Tú cũng ấy à. Cũng biết tôi à. Thế thì game này toàn người quen thôi. Ok. Chơi cẩn thận anh em nhé. Đánh đúng sách giáo khoa luôn. Tận dụng tài nguyên nó chuyển sang một cái bộ mạnh ở trong meta. Thế thôi. Nhẹ nhàng thôi. Gấu này. Con gấu này là được này. Con gấu là lên 8 là nhét thêm con gấu vào. Thay cho con Beat. Và thay một con Warrior là chính là con Kunka ấy. Nhưng mà tôi lại vứt con Kunka mất rồi. Tôi không mua rồi. Không mua con Kunka hơi bị lãng phí nhỉ. Hơi tiếc đấy. Nếu mà lên 8 thì kẹp gấu vào cho Kunka. Thay cho con Tutka cũng ngon. Thay cho Tutka cũng ngon. Đấy. Nó sẽ mạnh hơn một chút. À, cái tầm này thì chúng ta giữ được chuỗi đến đâu thì giữ thôi. Chứ còn cũng không có khô máu xả để form về Warrior anh em nhá. Warrior bây giờ là tài nguyên tận dụng thôi. Nó chỉ là qua đường thôi anh em. Tí nữa khi mà ra bây giờ chỉ cần nổ một con Storm Shaman thì là sẽ bán hết đi thôi mà. Đó nên là không phải xả tiền làm gì cả. Không phải xả tiền khô máu làm gì cả. Quả này mất chuỗi luôn này. Nói xong à. Gặp Phan Tú hơi nhanh ấy nhá. Hơi sớm á. Quả này chắc chắn là mất chuỗi rồi. Thần chết hai sao bổ hai phát bay cả đội hình. Dã mà. Vừa mới nói dứt câu xong anh em ạ. Là chuỗi này sẽ có thể mất luôn. Mà còn mất ở ra 14 với cây. Thề. Rồi sao Thunder muộn thế. Ra sớm một rao có phải là ngon rồi không. Chán thật sự. Thunder nó chỉ cần ra sớm một rao tôi sẵn sàng là tôi đập trứng rồi đấy. À đây chắc chắn là cái quả trứng này là dành cho nó rồi. Chứ còn bây giờ mà đợi con già thì nó hơi lâu anh em ạ. Chưa biết là lúc nào ra. Bây giờ mà chỉ có, tức là ra già sẵn rồi, xong rồi có trứng thì đợi một con già nữa thôi. Chứ còn bây giờ chưa ra con già nào tôi cũng sẽ không đợi đâu. Tôi đập trứng con Thunder luôn anh em ạ. Đánh Thunder một thời gian giữ máu, nói chung là giữ máu. Sau đó thì có tiền up cấp thì lúc đấy tìm già sau. Sau đó thì là già 2 sao thì mới chuyển đồ ra thôi. Chứ còn không đợi con già được, lâu lắm anh em ạ. Vớ vẩn không già chết. Thế rồi, được, chuyển đồ thôi. Bắt đầu chuyển dần sang đồ bắn trưởng anh em nhá. Từ cái đồ tăng cơ chuyển dần sang đồ bắn trưởng. Đấy. Tạm thời thì bây giờ là dồn đồ cho con này. 6 Warrior kết hợp với một con Thunder. 6 Warrior 2 Glacier đúng không? Đúng rồi, vẫn chưa cho mết được vào đâu. Vẫn phải tận dụng như con Warrior. Như này nó mới mạnh. Đấy, Warrior nó sẽ giúp cho cái con, kể cả bản thân cái con Thunder ấy, nó cũng sẽ có giáp. Đó. Chuyện này vớ vẩn có trộm chó nhỉ? Thôi liệu rằng có phải trộm chó. À, ui bán hành à. Ui bán hành thì vớ vẩn trộm chó.
Bán hành là hay chơi trộm chó lắm. Ừ. Người đấy, người đấy. Người đấy, thế đấy. Càng phải chuyển sang Saman. Ừ, Saman cao tơ trộm chó. Đúng rồi, bây giờ tôi lại không có đồng xu, tôi rèn mất rồi. À, thôi, chúng ta chuyển sang Saman chơi thôi, chắc chắn là như thế rồi. Hoặc là chỉ có là Greeter, nhưng mà thôi, chơi thì nhiều đối thủ mà, chứ có phải một mình cái ông bán hành đâu. Nếu mà một mình ông bán hành thì còn chuyển sang Greeter, nhưng mà không. Đây là trò chơi 8 người. Trận chiến của 8 người chơi, còn những cái người khác nữa anh em ạ. Nên là chúng ta sẽ phải lo cho cái thế trận cho cả 8 người, chứ không phải là chỉ có một người. Một người chơi trộm chó, nhưng đây là anh em này, còn Assassin nhá, 9 Assassin Fake kết hợp với cả Fallen. Đấy. Nhưng mà tôi đang Warrior, tôi đang Warrior cứng lắm, không sợ Assassin. Nhưng mà cái bộ này tí nữa chuyển sang Saman thì là sẽ khá là sợ nhá. Ok. Warrior thì không sợ. Ui, Thunder nữa này. Thunder 3 sao chứ. Rồi, cái con Berserker thì thôi. Berserker thì không mua nữa. Tí bán nữa mà. Đấy, còn bây giờ up lên 9 cho được thêm một con Flame. Có cần thiết không? Tất nhiên là tiền thì chưa đủ, nhưng mà round sau là đủ rồi. Round sau là đủ tiền rồi đó. Đấy, round sau đủ tiền lên 9 là up được rồi. Nhưng mà có một cái là hơi đen nhá, là vẫn chưa ra được cái con sử dụng Saman. Tức là tôi đã phải để tiền ôm mết và Saman rất lâu rồi. Đấy, khá là thọt tiền rồi mà vẫn chưa ra được cái con Storm Saman đâu. Đấy, mà nếu mà như này, cái tình trạng như này mà không ra ấy, sau round 20 là khả năng toang là rất cao nhá. Khả năng toang là cực kỳ cao luôn. Clay này, Warrior vẫn không sợ Clay làm đâu. Chúng ta vẫn đang tận dụng tài nguyên rất tốt luôn. Ok. Để Warrior thì không sợ Clay, nhưng mà nếu mà tí nữa mà chuyển sang mết thì lại sợ. Thế chuyển sang mết thì lại ăn được một cái nhà của Hunter, Tiểng các thứ. AK chơi Hunter đấy, rõ ràng phải nhắm đến những cái đối thủ mà nó nguy hiểm hơn. Mặc dù những cái người kia có thể là họ đang chơi những cái bộ khá là nguy hiểm đấy, nhưng mà về trình độ thì vẫn phải đánh giá là cái đối thủ kinh khủng nhất thì vẫn phải đề phòng trước anh em ạ. Đấy, Hunter mà chưa chắc là Hunter đâu, vớ vẩn tí nữa chuyển bài. Thế nên là cũng phải dè chừng đấy. Hunter biết đâu tí nữa một phát ra 5 rồng thì giật mình luôn. Phải hết sức cẩn thận. Kể cả là súng 2 nhá anh em nhá, vớ vẩn súng 2 vẫn toang. Một cái trận đấu mà nhiều người chơi hay như này thì súng 2 chưa là gì đâu, súng 2 đầu game thôi mà. Đấy, nhưng mà để mà đánh siêu lết thì nó là súng 3. Để mà vô địch được cơ, khó lắm, không dễ đâu. Ui, có súng 2, có cả già 2 luôn ạ, vãi cướp. Có cả già 2 luôn, nhưng mà tớ xin cái chuôi cái đã. Ok, ok, ô đúng, 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 ui, càng nhở. Ui, đúng, 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 ui, xoay quạt được lần nữa. Hết hồn anh em ơi, tí nữa thì coi như là mất cái chuỗi này. Hay quá. Rồi, ổn rồi, ổn rồi. Rồi, sau đấy là đến cái round sau, nó chính là cái round 20 đúng không? 21 lên 9 xả hết tiền kiếm Storm Saman. Ok. Rồi. Nhìn như thế mà lại không phải là như thế đâu anh em ạ. AK bây giờ hiện tại ấy là đang có cái bộ Hunter, 6 Hunter kẹp với cái súng 2. Tuy nhiên có một con giá 2 và cái Blink thì tôi nghĩ là sớm muộn gì cũng chuyển sang một cái bộ bắn trưởng thôi. Nhưng mà cái bộ bắn trưởng thì nó là cái bộ gì? Trận này thì như là tôi đã đánh giá là nó là Saman hoặc nó là 5 rồng 9 mét. Hiện tại ở trong cái bộ của AK nó đã có sẵn một cái con rồng có sẵn rồi. Đấy. Nên là khả năng là nếu mà chuyển sang 5 rồng thì có vẻ như là nó tiện hơn. Cũng chưa biết, để xem đã. Đấy, còn phải dè chừng cả cái ông bán hành ở phía dưới nhá. Ông bán hành trộm chó là cũng căng thẳng phết đấy anh em ạ. Trận này là tôi không có xu đâu. Đấy, cái vấn đề là nó không có xu đấy. Quên mất đấy.
Bán hành thì tôi còn lạ gì đâu. Bán hành thì tôi chơi cùng suốt. Lúc nào cũng phải chuẩn bị cái đồng xu anh em ạ. Nhưng mà chuyện này quên. Đấy, quả trứng này. Ok rồi, từ từ nha. Bán mấy cái con Warrior đi đã. Tạm thời nó sẽ là như thế này đã. Ok. Vẫn chưa đủ Saman thì thôi, phải chịu một round. Rồi, ổn rồi. Ui, bán hành không chơi trộm chó. Bán hành chơi 5 rồng anh em ạ. À. Bán hành chơi 5 rồng 9m. 5 rồng 9m, đây rồi. Bán hành không chơi trộm chó. Đủ Saman rồi nhá. Rồi, Doom không cần đâu, bán đây đâu. Ok chưa? Anh em thấy ổn chưa? Ổn chưa? Chuyện này mà chơi Saman ấy thì tôi nghĩ là nó sẽ là cái bộ 6m kết hợp với cả 4 Saman anh em ạ. Hợp lý. Chính xác nó là như thế. Rồi, gậy bão này. Đây, bây giờ lại gặp cái thằng này lại sợ. Vào phát cửa lòng phát bay màu luôn. Nhanh thật sự luôn đấy. Đấy, nó chuyển một cái là nó có cái sự khác biệt ngay mà. Vừa lấy để Warrior thì còn không sợ cái bộ Sin, nhưng mà đấy, lúc chuyển sang là gặp Sin là toang. Nhưng mà không sao, người khác nó sẽ xử hộ. Già hai này, ok. Chưa rèn được, chưa rèn được. Chia đồ ra. Già hai thôi. Vừa lấy có cái con rồng nhưng mà lúc đấy già chưa lên được 2 nên là tôi không mua anh em ạ. Tôi không có slot và tôi chưa có cái tài nguyên để tôi mua con rồng anh em nhé. Và tí nữa tôi sẽ tìm lại sau. Tôi sẽ chơi là 6m sau. Đấy, trận này còn có rớt nữa cơ. Chứ còn cũng không hẳn là rồng 5 tiền đâu. Chúng ta có rớt nữa. Đó, nên là cũng không có cái gì mà phải quá vội vàng lấy cái con rồng 5 tiền cả. Trận này có 9 xin này. Hai người chơi 9 xin. 9 xin ốc. 9 xin ốc và 9 xin kết hợp với Fallen. 9 xin Fallen cũng đang khá là mạnh đấy nhá. Lại già này. Ok. Tầm này già lên 2 thì yên tâm rồi. Nên là tôi bắt đầu có thể mua được những cái con khác. Có thể mua những cái con khác vào trong đội hình cũng được. Cũng không có cái gì mà phải tiếc tiền nữa rồi. Tầm này là chỉ có giữ tiền để lên 10 thôi mà. Đó. Lên 10 thì nó sẽ thêm một con mết nữa. Một con mết bất kỳ. Đẹp nhất thì nó rớt. Rớt rồng 5 đô. Nếu mà ra thì ngon. Trận này có khá nhiều mết nên là tôi tách đội hình ra anh em nhé. Đấy. Tách đội hình ra. AK bây giờ hiện tại là chuyển sang Saman anh em ạ. Vậy là cũng chuyển sang Saman luôn. Được, được, được. Coi như là trùng bộ với cả tôi đấy. Mà tôi đã rất cẩn thận, tôi lấy cái áo mưa rồi anh em ạ. Cái nào quái tôi đã lấy cái áo mưa cho nó an toàn. Kháng phép trận này có rất nhiều người chơi bắn trưởng. Thực ra không phải là vì là trận này có nhiều người chơi bắn trưởng mà thực ra chỉ có 2 người thôi. Đấy. Đấy là bán hành với cả AK thôi. Thêm tôi nữa. Đó, nhưng mà cái vấn đề là những cái người đấy là những cái người mà đối thủ đáng gườm, nên là phải cẩn thận trước. Còn những cái người còn lại thì tôi đánh giá là tôi không biết, tôi cũng không biết là như nào. Nhưng mà những cái người mà tôi biết ý, thì rất là kinh khủng, nên là đánh nó cứ phải chắc kèo anh em ạ, cẩn thận. Rồi, cứ lấy cái áo mưa sẵn đã, biết ông ấy thế nào cũng rồi cũng sẽ chuyển sang Saman rồi. Nên là cũng phải cẩn thận, chuyển sang bắn trưởng thôi. Ra một con già hai bờ linh là có thấy có mùi rồi là phải rõ ràng. Đúng không anh em? Đấy, rồi. Tí nữa thì có thể là chúng ta sẽ lấy con rồng 5 đô và kiếm thêm hai con rồng nữa. Hai con rồng mết vào nữa là chúng ta có 3 rồng thôi. Đấy, đánh 3 rồng 6 mết kẹp 4 Saman.
Hợp lý. Rồi. Đây rồi, đủ 6 mét rồi đấy. Tuy nhiên là cái quãng đường lên 10 nó hơi xa. Còn rất lâu nữa chúng ta mới có thể lên được 10. Ok. Rồi. Đồ thì nói chung là cũng không phải là quá khỏe, nhưng mà thôi cũng tạm được. Giá như mà nó là cái huyết trượng nhỉ. Huyết trượng thì ngon. Rồi, là cái trượng phép thuật này cũng ngon này. Dừng đồ cho già thôi, bởi vì cái con Thunder đứng phía trên nó rất là dễ chết. Để Thunder phía trên cao dễ chết lắm. Đây là không có dồn đồ cho Thunder. Để cho già thì còn bắn được 2 phát, chứ còn để Thunder bắn được 1 phát thì thôi. Anh em nhá. Chỉ có chơi mấy cái bộ mà dồn trưởng mạnh ấy, dồn coi như là cực kỳ mạnh thì mới dồn cho Thunder thôi. Tức là xoẻ quạt 1 phát là chết hết luôn ấy. Kiểu như 9m ấy, 9m 5 rồng nhỉ, thì dồn đồ cho Thunder, chứ còn cái con Saman này thì nó chỉ có 3m thôi. Đấy, dồn đồ thì cho già thì nó còn bắn được 2 trưởng thì ok hơn. Ơ, hack đúng con già, cay nhỉ. Ơ, vẫn rất là hack con già, sao không bắn được trưởng này. Đấy, may quá, phọt được trưởng ra. Rồi, ăn được. Bán hành cắt chuỗi kìa. Nhưng mà bán hành còn 3 màu, trông có vẻ hấp hối lắm rồi. 3 màu kia gặp AK chưa? Bán hành gặp AK chưa nhỉ? Bán hành vẫn gặp AK đi luôn ý. Bán hành chơi 9m 5 rồng gặp AK bây giờ. À nhưng mà chưa, AK giờ vẫn chưa chuyển sang Saman thì tôi nghĩ là vẫn ok. Vẫn đang Hunter, chắc là phải sau round 29 hoặc là sau round 31 mới chuyển sang Saman cơ. Bây giờ tôi nghĩ là bán hành nên khẩn đi. Bây giờ khẩn cho A cộng AK là không chuyển sang Saman trước khi gặp. Chứ còn 27, 28 dễ lắm, dễ ăn trưởng lắm đấy này. Round 28 là chắc chắn là gặp. Round 27 không gặp thì 28 gặp. Mà 28 gặp ấy, thì chắc chắn là chuyển luôn. Tôi thơ thất với anh em. Một trận đấu ở cái nó gọi là mức rank đỉnh cao. Thôi xong rồi anh em ạ. À. AK gặp tôi ở round này. Và hiện tại là đang là Hunter. Nhưng mà sang round sau tôi không nghĩ là bán hành có thể sống nổi đâu. Bởi vì round sau chắc chắn là gặp AK rồi. Mà nó là 9m 5 rồng. Trời ơi. Đây là một trận đấu nó không phải cái nó gọi là mức rank bình thường. Không phải là ở một kể cả là mức rank queen nhá, nhưng mà nó không phải là queen bình thường mà nó là một cái mức rank queen, nhưng mà nó là một cái trận đấu đỉnh cao ở trên top. Thế nên là cái việc mà bây giờ rõ ràng là AK round này tính toán là gặp 9m 5 rồng, tức là bán hành đấy. Thì khả năng là chuyển sang Saman là rất cao, ở round này là chuyển luôn rồi. Để mà coi như là triệt hạ một cái đối thủ nguy hiểm. Giai đoạn late game chỉ còn 3 máu thôi. Thôi xong rồi anh em ạ. Có phải không? AK vẫn chưa thể chuyển, vẫn đang là Hunter thôi. Vẫn đang là Hunter với cả kẹp thêm 2 con rồng. Thế thì thoát rồi, thế thoát rồi. May nhá. Bản hành hết hồn luôn, thề. May cho bản hành đấy, may cho bản hành. Chứ còn quả này mà chuyển sang Saman thì đứt rồi. May bán hành vẫn sống được qua cái round 28, còn 29 nữa cơ, mới đến 30. Ok. 6m. Rồi nhưng mà phải lên 10. Chúng ta khả năng có lên được 11 cơ anh em ạ. Không đồ à? À tôi à, có một đồ, may quá, hơn bán hành là được rồi. Có được một đồ. 18 trang bị đâu, có bao nhiêu? Có 10 cái nữa mà. Tôi nhớ là có 10 cái rơi ra thôi mà. 10 cái rơi ra mà có còn 6 nhà đúng không? Không biết đồ rơi sang nhà nào. 10 đồ rơi ra mà rơi vớ vẩn rơi sang cái nhà Fallen Witcher 3 sao kia thì vớ vẩn toang. Hy vọng là không phải là rơi sang cái nhà Fallen. Đúng như tôi dự đoán là AK sẽ chuyển ở sau cái round 30 thôi. Tiết kiệm tiền một cách tối đa thôi anh em. Sẽ chuyển ở sau round 30 thôi. Ê, ăn được tôi này. Vãi đái.
Cáo cứu. Ui. Ui. Thua chứ. Con già bất diệt càng đấy. Thunder 3, ok. Thunder 3 sao à? Rồi. Được. Nếu mà Thunder 3 sao thì tôi sẽ dồn đồ cho con Thunder. Mà thôi, tạm thời là hai con Thunder 2 sao đi. Ok chứ. À, bán hành đi rồi kìa. Bán hành gặp thằng chắc là gặp thằng Fallen rồi. Gặp thằng Fallen kia thì nó chắc là nó kẹp 6 cá vào thì cũng đi thôi, đúng không? Có phải không? Không để ý. Không để ý cái round vừa rồi, bởi vì cái round vừa rồi tôi lại gặp AK nên tôi không để ý lắm bán hành. Mà khả năng là gặp thằng Fallen Witcher 3 sao rồi. Thằng đấy là căng đấy. Thằng đấy là lết cơm là 6 cáo thôi mà. 6 cá vào để đấm với nhà Saman mết thôi mà. Để xem nào. Rồi, random rồi. Ok, đồ này cũng được. Không đến lỗi là quá đều đâu. Rèn thêm một cái món đồ tím nữa. Đồ cam luôn nhá, đồ cam luôn. Hay đồ tím thôi, giữ cái áo mưa nhỉ. Giữ áo mưa đi, đánh với nhà mết anh em ạ. Vẫn lên cẩn thận, giữ hai cái áo mưa. Ok, ôi trượng bã có rồi, thôi không lấy nữa. Xích, quá tuyệt vời. Lên giữ lại cái áo mưa anh em ạ, đánh với cái nhà mết late game. Tôi không ngán cái con Fallen Witcher 3 sao đâu anh em. Tôi ngán cái nhà Saman mết hơn. Thật đấy, tôi chia sẻ thật với anh em là những cái điều đấy. Anh em thấy tôi lấy tôi đồ toàn cái đồ chống mết mà. Tôi có lấy đồ ấy đâu. Rồi thằng đi rồi. Đánh giá mặt đối thủ thôi thì tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ lấy những cái đồ chống mết. Còn không ngán cái thằng ấy. Cái thằng từ từ nha, xem nào. Đi rồi. đi rồi. Được. Đấy, tôi nói rồi. Tôi nói với anh em mà tôi đâu có ngán cái thằng Fallen đâu. Từ từ đã, đồ này từ từ anh em nhá. Tôi chưa có ý định rèn cái đống đồ này. Để một round để ngẫm lại đã, ngẫm lại một chút đã để xem thế nào đã. Suy ngẫm á, đồ này chưa chắc đã phải vứt đi đâu anh em, tí nữa mấy cái đồ đánh tay này cho con mèo ấy. Từ từ nhá anh em nhá, chưa vứt được. Đồ này từ từ đã, bình tĩnh. Vô tư anh em ơi, tôi đã chuẩn bị đánh với cả cái thằng Saman late game rồi mà. Nên là tôi đã chuẩn bị hết rồi. Các cái đồ toàn là những cái đồ kháng phép. Xong rồi lại còn gì nữa. 9m anh em ạ. À quên, 6m. 6m 4 Saman. Rớt 2 đi nào. Thunder 3 nào. Chuẩn bị lên được level 11 rồi này anh em này. Quá tuyệt vời luôn. Đối thủ cũng chuyển sang 6m rồi anh em ạ. Cũng là 6m 4 Saman luôn. Đó, hai cái nhà Saman đánh với nhau phải chuyển sang 6m 4 Saman để đập nhau này. Chứ còn không giữ được 3m đâu, không giữ 3m đâu. Rồi, để xem thằng nào dí, thằng nào dồn mạnh hơn thằng ấy thắng thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi với một cái Blink cho con rớt ra đằng sau thì quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Nó sẽ không thể dồn đam hết vào được một dọ. Tất cả cái lượng đam nó sẽ phân tán đi rất nhiều nơi. Chiến thắng nó đến rất gần rồi. Blink đằng sau, ấy lấy được hết toàn bộ trưởng con già luôn thề. Con già đấy bắn vào đúng mấy cái chỗ mà mấy cái con mà nó được áo mưa nó bảo vệ. Thôi xong rồi anh em ạ, chiến thắng rồi. Đã có sự chuẩn bị rồi. Chiến thắng này nó là một cái sự chuẩn bị từ rất lâu, chứ không phải là tự nhiên mà nó chiến thắng được. Chuẩn bị từ cái giai đoạn đầu game luôn anh em ạ. Từ round 15 lấy cái áo mưa. Dã man, à không phải, round 20 lấy cái áo mưa đấy. Đó, nhận biết được là phải chơi với ai. Thế là chuẩn bị sẵn từ đầu. Ôi rồi,
299, 299 luôn, 299 300 luôn, dã man. 299 trên 300 gần lên queen anh em ạ. Trận cuối cùng lên queen mà gặp ngay top 1 server Việt Nam, dã man thật sự, quá khó khăn. Thế mà nó còn không cho tôi lên nhá, thế mà nó bị điều. Nó còn để lại một điểm để cho tôi phải cày thêm một trận nữa mới lên. Thật sự thế luôn ạ. Game lừa thật sự. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Chúng ta thật sự là bất ngờ trước sức mạnh của bộ Half Orc. Quá khỏe luôn anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ Half Orc lưng cao anh em nhá. Lý thuyết lưng cao cho bộ Half Orc. Tôi đảm bảo với anh em sau khi anh em xem cái video clip đó thì anh em sẽ thông thạo 10 cái bộ Half Orc luôn. Anh em tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của bộ video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.